Dạ thưa gì các bạn, thì hồi nãy đây thì sáng Vũ Chiến mới gọi điện cho anh Chí, hỏi anh Chí ơi anh ăn sáng chưa, chạy qua ăn sáng với em Minh Kim. Thì anh Chí anh nói là anh đi trồng rẫy trồng gì cho bà con ở dưới trường mầm non á. Thì bây giờ Vũ Chiến mới phát hiện anh Chí nhà bị cái gì rồi, gọi điện la dữ lắm rồi. Tình hình cái gì đây, cái gì hả? Cái này mới bị cháy chừng 15 phút à. Nhà bị cháy. Đúng rồi. Em thấy nó cháy rụi. Trời đất quỷ thần ơi. Sao vậy anh Chí? Em biết đâu. Anh đâu có đèn. Thì có đèn bậm gì đâu mà tự nhiên nó cháy. Cái này cũng lo cái lực anh ơi. Cái gì? Lực. Lực gì? Lực nhân quả hay kịp trước em dây người ta. Em bây giờ phải trả gì? Khổ em lắm. Trời ơi, trả cái lực cho nó xong đi. Trời đất quỷ thần ơi, vô coi. Vô coi, nó cháy cái gì dữ vậy? Cháy mới cháy vòng vòng đây hả? Mà bị cái gì cháy ta? Đâu có gì chập mà cháy. Thì bởi vậy, cái này là do cái nghiệp em hồi kiếp trước em đốt nhà anh ta, bây giờ bên ta đốt lại vậy thôi. Ngộ ta, nhà anh chứ vậy mà bị cháy là tôi không hiểu luôn nha. Trời ơi, bây giờ nó cháy banh tấm niệm rồi. Banh miếng rồi. Còn ngủ được. Đúng rồi. Cuốn cái mùng luôn đi anh chứ ơi. Trời ơi, về kịp. Cháy nhà. Trời ơi, cháy banh thập gạo à. Không biết luôn. Nhà đâu có điện đâu, cháy nhà trời. Không không, cái này là do cái nghiệp anh với em thôi kịp trước. Trời ơi, cháy xe luôn. Hên với hả? Bởi vậy hên về kịp. Ủa, cái mặt xanh lè luôn rồi kìa. Sao vậy anh Chí? Thì ai biết đâu, tự nhiên ông trời ông đốn. Tại vì anh cái có nghẹp... quẹt để em quẹt trong đây không? Không, không quẹt, đâu làm gì cháy. Anh để trên cái kệ đó đó. Ủa, anh không có nhà luôn hả? Không, sáng giờ đi công tác xuống sửa ba cái đồ ăn cho bà con ở trường mầm non nha. Trời ơi, cháy nè. Cháy banh luôn gạo luôn. Rồi, ướt gạo hả gì anh tạt nước nào phải đúng không? Rồi, đúng rồi, ở ngoài anh thấy quá trời cháy, anh mở cửa anh tạt nước vô nước trên lớp trên. Anh về kịp hay sao? Đúng rồi, anh về kịp thôi, anh ngồi hết rồi. Anh thấy cái gì trước? Anh thấy ngút lửa là hay sao? Đi ngoài nè, thấy mấy kẻ nó cháy bừng. Rồi sao? Quý quá chứ? Ông có quý mừng quá trời. Chị thơ mừng nghe, mừng mà xanh lè mặt tới giờ kìa. Rồi sao anh Chí? Rồi sao? Rồi anh mở cửa liền hay sao? Đúng rồi, mở cửa lấy nước tạt vô liền hên là nước lớn. Nước rồi cuốn mùng đi, giặt mùng đi. Cháy banh. Cuốn luôn đi, sẵn này vệ sinh luôn đi. Cháy banh cái niệm rồi. Rồi chắc đi mua niệm mới. Không, không còn khúc, còn khúc. Tính là đem cái niệm này ra liền luôn, không có đốt nữa thì nó không có cháy. Trời ơi. Nghiệp thôi nè. Quấy quá trơn rồi. Thua. Cũng do cái nghiệp hồi kiếp trước. Nghiệp gì ông nghiệp nội? Nghiệp gì mà nghiệp? Kiếp trước đốt nhà người ta, bây giờ người ta đốt lại rồi. Cuốn cái mùng giặt luôn đi. Vậy là chiếc xe đạp bị hư rồi hả anh Chiến? Hư rồi, nổ rồi. Nó quay áo trái rồi kìa. Sao mà lý do sao trái ta nó bị gì ta? Hay là anh hút thuốc? Đâu có, anh đi khỏi nhà mà hút thuốc gì? Đi sáng tới giờ cái này nó mới trái 10 phút mà. Đúng rồi. Đó anh uống cà phê. Ủa mà thường là 5 giờ anh đã đi rồi phải không? 4 rưỡi đây à. Đó, à vậy là cái thì này mới trái. Anh mới vừa gọi cái sạc đó, anh mới gọi kêu quan sáng đó mà. Thì sáng đang sửa ba cái gãy đồ ăn cho bà con chùm mầm non chén điện đó. Đó. Rồi cuốn mùng cái giặt luôn đi. Giặt luôn đi anh. Đem mền mùng đồ ra hết đi, cháy nãy giờ tạt nước hết trơn rồi. Cuốn mùng. Em nói anh nghe không? Đù nữa à, cuốn mùng giặt đi anh. Dẹp dọn luôn đi anh. Gói găm mà quý vị làm gì tôi gói. Anh đã trái nhà đó thôi là em còn xử tội nhiều tội dữ lắm nè. Trái nhà lòi mặt chuột. Ừ đó. Trái nhà lòi mặt chuột là anh. Sao biết vậy? Đó đây là cái ổ chuột mà. Đây là anh trái cái ghế cho nó trước. Cái đồ của ảnh cái gì keo đường muối mắm gì của chị Út cho nè. Mà đồ ngay đây em thấy cũng nhiều rồi nha. Mà sao tự nhiên nè, cái này là trái là không biết sao nè. Chứ ảnh đi là đi cả 5 giờ sáng rồi. Em biết lý do gì nè. Gung ở trên gặp em chắc lúc đó không biết sao. Tạt nước chứ làm sao. Em thấy nè, em còn gung nè. Tạt nước nó tạt luôn. Ôi con kìa. Nói chung là tay hồi chết trước đốt nhà. Phụ nữ đừng quá nó nghe anh thách tè đó. Cái tay nữa đó. Chỉ nữa phải không? Bây giờ ba gạo này cháy chân làm gì trời. Bỏ gạo để cho dịch ra phơi. Không, mới nãy tạt nước cho là ướt phơi ngoài đó rồi cái lớp đó là lớp khô. Khô đâu khô, thấy đóng cục chân. Kìa ướt anh phơi ngoài mới rồi kìa. Còn để đóng cục chân nè. Đóng cục rồi. Trời ơi cháy kìa. Nó. Banh tấm niệm. Cái thùng đó cái đựng gì chẳng. Đựng lựu đạn chứ. Đi lên coi.
lên sập không? Lên sập. Trời ơi. Ông nội ơi, bữa nay tôi mới xâm nhập trận địa nè cha mẹ ơi. Trời ơi, làm cái ổ chui cho ông ngủ nữa chứ đâu. Không, cái này là mấy chỗ cái mùng của mấy em về chăn nuôi vậy đó. Trời. Nó mua cái chìa khóa mới cho nên là họ mở vô không được, cho nên là chơi cái vô này. Nuôi trong nhà luôn. Thôi đừng đổ thừa ông nội ơi. Hoàn cảnh. Đừng đổ thừa, chắc bị gì sao cháy chứ đâu mà tự nhiên ai mà đốt nhà ông nội. Bởi vậy tại môi trường pháp mới rồi, họ vô họ làm lấy này lấy kia không được rồi, họ chơi cái vô này họ đốt cái gì đây, nồi gì nữa đây, đừng có nói vậy, không có nói vậy nha anh chị. Cái nồi này nồi gì đây, nói vậy mình tội đó. Nồi gì á? Rồi rồi tới rồi, có chuyện để em làm nữa rồi đó. Kho anh Chiến ơi, có chuyện em làm nữa rồi đó. Thôi đừng có đổ qua chảo nó nghe chảo. Ừ. Quá trời trong này dơ rồi anh Chí ơi. Sáng cái này. Không, để ngủ mùa, để để sao? Trời gì? Ơi. Cơm tàu vô gác. Đâu? Nè. Thôi ơi, cái này là cái con vịt đó. Gần trời ơi, sao không đem cái chuồng vịt ra ngoài mà đem vô chuồng vịt vui trong nhà trời. Anh bây giờ xong đi em nói chuyện nha. Không nuôi vịt nữa luôn, mình không có đi nhắc là không nuôi nữa. Em nói vậy tôi cho em mấy vịt luôn đó. Ừ, rồi. Trời ơi, em về không nuôi nữa nha. Anh hứa em không? Trời ơi. Chúng cho hết luôn. Rồi, không nuôi nữa nè, nha. Nè, cháy cái lỗ nè. Nè. Cái xe, anh quay xe anh. Quay xe luôn nè. Rồi ghim xe ngoài, ghim cái niệm ra luôn chứ ơi. Cái này ghim ra luôn. Cái thùng. Non gì đó. Chắc. Anh Chiết. Nè, đầu tiên cháy đây nè. Cái muỗng này nè. Đâu? Nè, đầu tiên cháy đây rớt xuống nè, mà không biết lý do sao cái cháy. Cái gì trên đây cháy nè? Anh bỏ gì cho đó anh chứ? Có bỏ gì đâu, ba cái gói thuốc, đồ phục mũ, đồ vậy thôi. Vậy anh có khi nào tặng thuốc anh hay là ông quẹt nó vậy? Anh đâu có để quẹt nữa hả? Rồi, anh nhớ rồi. Cái gì? Nhớ gì? Tại vì bỏ phục mũ nhiều quá, đốt đèn hồi tối, các sáng là đang thấy đường cho vịt ăn. Rồi nó đốt cái đèn gì? Đốt đèn gì? Đốt cái đèn cày á. Rồi, hiểu, rồi. Nguyên nhân, chính đúng xác. Do cái đèn cày chứ đừng đổ thừa ai ta đúng là... Đây, nãy giờ có sáp đèn cày đây. Rồi, hiểu. Nó nóng mà không biết. Xe mới là vui luôn. Đi công tác rồi về hên là nó mới cháy. Bởi nó ngúng từ từ. Hiểu rồi, ngúng từ từ. Đúng rồi. Tại cái này hên. Hên, thân xác này vẫn còn là được rồi. Đúng rồi. Mà thân xác này có cháy. Chút xíu nữa hà, chút xíu nữa nó cháy banh chành ở đây rồi. Có khỉ nướng hà. Để xác đèn cày cái gì nè. Đó, sáng gom ra. Nè, đúng rồi nè. Đúng rồi, kêu công an ra là điều tra liền. Nè chân ra ấy đi. Cái chân đạp mấy vịt đó. Trời trời mới cho em rồi em muốn làm gì em làm. Ấy đồ. Đồ. Nợ được không? Chân ra. Trời cháy bạch luôn đi. Hư xe luôn rồi. Kinh cái thùng gạo luôn, phụ kinh thùng gạo ra nè. Ai khiên? Anh. Đây em cầm cho. Kinh chiếc xe ra nó không khép. Trời. Hả? Thôi anh Phương nói đi. Nghe đi, anh Phương chuyện này nghe đi. Nghe đi. Quỷ ơi. Chữ không á. Nghe anh Phương ơi. Quá trời trong này dơ luôn mọi người ơi. Nhà em tự nhiên nó phát quả là nó cháy hết lỗ rồi anh ơi. Rồi có thấm trên chế như trong nội đây nè. Rồi anh cảm ơn thầy Nhung đang đứng nghe anh đây. Rồi. Nguyên nhân là do đốt đèn cày. Đây nè đèn cày nè. Đèn cày nè. Ủa nhà bị cháy hả? Thì anh nói cháy ở nó. Ủa nhà bị cháy hả? Nè đèn cày nè. Rồi đó em nghĩ cái tấm đó đó anh ha. Đèn cày để rồi nó nóng từ từ trên cái mũ. Đó đúng rồi, anh thấy là nguyên nhân rồi, là trên đó đó. Cái bọc mũ không á. Đó nó nhiễu tiệt xuống. Là không nên đốt đèn cày trong nhà anh được. Nó nhiễu xuống nó cháy cái xe đạp trước rồi nó mới cháy qua cái niệm. Dạ. Hư xe. Hư xe rồi hư niệm luôn nè. Không đừng dầu. Anh Chí là anh có cái đèn pin này nè, anh gọi anh không. Bây giờ vô phương cái niệm này, giờ vô phương rồi. Không thể nào mà giặt nổi. Cái này sao vậy? Chừng nào mà nó khô. Ổng tưới nước giờ nãy giờ đâu khô được. Ginh ra đi anh Chí ơi. Ginh ra đi, ginh ra phơi mới được. Chứ anh để đây tối sao anh ngủ, nước ướt nhẹp sao ngủ. Ginh ra khó khăn quá. Ginh đi phụ con. Rồi, bây giờ mấy em phụ sao. Rồi không lẽ đó. nước ướt nhẹp sao ông ngủ được. Được. Thôi à, gạo trước đi, kéo luôn gạo trước đi. Còn cái điện thoại trên cái giường đó. Cái đó cái gì nữa hả, cái thùng gì hả? Cái thùng mà có trong một thay mua hổng nghe, để đựng đồ nè. Đây. Ông muốn tạo scandal hả ông Chí? Hả? Nãy phải biết vậy tôi gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua rồi dập lửa rồi chứ. Dập lửa thôi. Cháy nhà mà. Đúng rồi. Thì anh qua anh dập cái máy xong đó kìa. Như nhà đây nó mới có cháy một tuần ở đây là dập liền. Tát nước dữ lắm hả? Quý quá trơn mà. Quý mà, quý. Em nghĩ cháy dữ lắm rồi. Đúng rồi, cháy phật lên luôn đó, không giỡn đâu. Xanh mặt luôn. Ôi, vừa tạc mà vừa nói trời, cái này do cái nghiệp hồi cái trước nặng lắm. Cái trước đốt nhà người ta bây giờ bên trời đốt lại. Ai mà đốt? Đây nè. Ginh cái gạo trước. Đi. Đây phụ tay nè.
cầm đèn anh coi. Đây. Được cái đi điện thoại cho chị không cầm được. Này ướt luôn rồi. Không không, gạo này còn khô. Khô đâu mà khô. Khô đâu khô, quấn cục à. Quấn cục rồi, đem ra để giường đi. Từ từ tính sao. Ấy eo eo eo. Ủa chiếc xe lên, chiếc xe đạp xong để ngoài luôn đi. Xe đạp này của chị rồi trái banh yên banh bọng trơn rồi. Hết đi luôn rồi. Hết trơn luôn rồi, hư luôn. Giờ sửa lại, sửa cái yên với cái dè lại. Cái bánh nè. Bánh nè, nó làm hình khúc bánh nè. Đó. Đây. Banh cái này luôn. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Được chướng chứ. Thấy chưa, do cháy là người ta gọi là nguyên nhân, là nguyên nhân cháy là do bất cẩn. Đúng không? Do bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi lên đây em yêu ginh cái nệm ra. Thôi cái nệm nặng lắm. Rồi anh không ginh ra ướt nhẹp, anh tạt nước này ướt nhẹp xong ngủ. Tạt mé này không à, đâu có chứ. Quả trời ở dơ đi ông nội ơi. Dọn ra hết, tổng vệ sinh mấy. Có kìa, có kìa, có ướt kìa. Anh không có mà để nuôi vịt nữa. Ginh cái chuồng vịt ra luôn coi. Quá trời dơ rồi. Khủng khiếp anh chị ơi. Anh chị ơi, kìa cái chuồng vịt mà đi để xác cái. Rồi để ăn chúng nó cho vịt ra không có gì hết á. Tôi không nuôi nữa, tới nuôi chơi. Trời ơi coi kìa. Nuôi không để ngoài đi mà để trong nhà trời. Trời ơi trời ơi 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 ơi. Trời ơi nó khỏe. Khỏe. Trời ơi coi kìa, có gạo với cơm rớt kìa. Mới chạy lên nè. Trái nhà. Ôi ơi thiệt quá trời thiệt anh Chí ơi, thiệt không tưởng tượng. Không tưởng tượng nổi anh Chí ơi. Ok, kìa, có kìa, có kìa, có dơ kìa. Quýnh anh Chí được rồi. Không biết anh cuối cùng giờ điều tra ra được rồi, nhìn xe chị Gia Ly cho hứa chưa. Ôi ơi ốc gì trong nhà luôn. Nuôi vịt trong đó mà. Ôi ơi. Dép phụ nữ đâu đó hả? Hả? Dép phụ nữ đâu hả? Một hồi anh múc cái thang, một hồi anh múc thao nước, anh tạt một cái cho nó chảy ba cái cơm ra hết luôn anh Chí ơi. Quá trời nuôi vịt mà nuôi trong nhà ông nội ơi. Thôi thôi thôi, mới thấy lần đầu tiên mới thấy luôn. Anh còn hơn chồng. Hơn thủy nữa. Ai cũng nói vậy đó. Rồi sao cái đồ cái giá nấu cơm ăn dục luôn rồi. Đừng có đem vịt vô nhà nữa. Tôi cho vịt với gì hết không có gì ơi. Eo đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Anh nói hay giờ có nuôi cho sạch sẽ. Đúng rồi, vịt này rồi vịt siêu nó bự con dữ lắm. Mấy ham nuôi á. Cuốn cái màn nó luôn coi. Cái màn nó giặt luôn đi. Cái màn chứ không phải màn. Cái màn hả, cái màn gì quá trời dơ rồi. Bỏ hết rồi, bỏ hết luôn. Để đốt rồi, để yên không. Sao mình ngủ mà sao lấy cái màn giống sao ổng viên thủy giống vậy trời kia, phải che kín mít lại mới được ta. Ê, kỷ niệm mà, kỷ niệm mà, kỷ niệm người ấy kinh ba Mỹ Điền à. Không, kinh ba Mỹ Điền để trên cái kia, còn cái nón này kinh lộn. Kinh tư à? Ừ. Dục khô đi anh, đã đốt mà anh, đừng dục gì. Đây, đây, chút cái nào xài được rồi giặt lại. Rồi, bữa nay tổng vệ sinh một cái nữa coi. Tổng vệ sinh luôn. Trời ơi, vừa xui mà lấy hên á. Ôi, coi kìa, nó đen kìa. Dục lên trên cái tấm trắng trắng đi rồi, hồi giặt luôn. Mấy cái màn hả? Cái mền nó nói gì? Ừ, cái mền heo. Wow. Wow. Phát hiện. Wow. Trời ơi, ơi trời ơi, dồi luôn cái gì á. Dọn ra đi anh, rồi hả ta. Lấy mấy cái dép ra hết đi. Lấy cái sùng bê á, sùng bê đâu rồi anh Chí? Cái thao này múc nó gọn. Tạt. Cái chỗ ông ngoại bước sau lưng hộp giò cái chập lép với con vịt hết á. Ông ngoại ơi, ông ngoại lo, ông ngoại. Lôi hết. Lấy cái thùng bê đi, ở trong tạt ra. Đúng rồi, ở trong anh dội ra mới được. Rồi. Cái thao gì đó anh Chí? À, thao giặt đồ. Cái thao nhỏ xíu kìa, bộ tát tối cái bô nó ông đái vô nhà luôn hả Diễm Chí? Đúng rồi, ngồi đây đái luôn. Thiệt hả? Ừ. Đái rồi tán đổ. Trái nhà này chị, cầm em ơi, cầm chị cái thấm. Trái nhà anh Chí. Sao kiếm gì? Lấy số B đi. Dạ anh về kịp, anh dập tắt rồi, người đã uống hết trơn đi vô khơi nè. Lấy số B đi. Cái xe đạp này cái chị kia cho hết nè. Múc số B rồi bắt ở trống tạt ra. Ok. Bắt trong nhà tạt ra. Cái ở trong mà không biết quá trời. Dụng,
đi vô nhà tạt kia. Đi vô nhà tạt ngược kia. Trời ơi. Dạ dạ chị đợi em xíu. Tại vì đang ghi hình nên sợ xuống chị đó. Bé nhé. Ừ tạt mạnh vậy đó. Đó cho chảy dạ. Ra ngoài hết. Nè chị. Cha mẹ ơi. Dọn ra hết rồi. Đưa cái đó cái chuyền cái đó ra anh chị, chuyền cái ừ. Mấy cái đó đưa em. Rồi đưa cái thao giặt đồ ra ngoài luôn coi. Rồi mấy cái dưới sàn lôi ra hết. Anh cầm tay nha anh chị. Dạ tại vì đang đâu phải em cốp đâu, tự cái máy nó cốp hết tiền. Tại vì sao mới sao tắt ngang với lại. Cái chỗ cái máy vách dơ dữ lắm chỗ này nè. Chỗ này nè. Đây nè, kìa, trời ơi. Đem dịch vô nhà nuôi thì tôi không tưởng tượng nổi một cái cảnh. Bữa nay mà nuôi nó là bị đòn, em mét chị trên này vậy nè. Không có cho nuôi nữa. Chăn nuôi cái niệm nước hết trơn rồi. Không lẽ tối ông lấy cái tấm đó ông đè lên cho anh niệm ngủ trời. Chị nói nè. Chị lo cho em như em của chị. Ủa, mình vô đây cho mọi người coi nè. À. Thì đó tại chị em mình nói chuyện ra cái tiếng nói với cái cặp mắt à. Đúng rồi mà. Thì nói chung mà đó giờ không phá được cái gì anh chị. Vàng. Vàng. Thôi dạ thưa gì các bạn thì hôm nay của Chiến qua đây rồi, nhà anh Chí bị cháy rồi. Bây giờ thôi mấy anh em dọn dẹp nha. Dạ thưa quý vị các bạn thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.